Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc là quý vị và các bạn cũng đã chờ khá lâu rồi đúng không nào? Chúng tôi mong muốn là để rất nhiều người tương tác và các bạn có thể đặt những câu hỏi kịp thời. Do đó, thời gian chờ của chúng ta có thể làm cho các bạn hơi nôn nóng một chút, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những điều giải đáp thỏa đáng nhất. Và thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì bộ phận truyền thông của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được rất nhiều những thắc mắc liên quan đến việc tuyển sinh năm 2019 của trường. Và hôm nay chúng ta sẽ có buổi tọa đàm đầy thú vị tại đây. Đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu về phía nhà trường có sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Yến Chi, Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học. Chúng ta cũng sẽ gặp gỡ và trò chuyện cùng với Thạc sĩ Lê Phương Mai, giảng viên khoa điện ảnh truyền hình. Và một vị khách mời đã từng là cựu sinh viên của trường và bây giờ anh cũng đã thành danh, đó là diễn viên MC Lê Nguyên Bảo, Á quân gương mặt điện ảnh năm 2018. Và kính thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn có thể đến với một ghi nhanh do những người thực hiện chương trình thực hiện để các bạn có thể có một thông tin tổng quan liên quan đến việc đào tạo cũng như là tuyển sinh năm nay của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Năm 2019, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển hai môn năng khiếu và xét tuyển môn văn theo học bạ trung học phổ thông lớp 12 đối với các ngành và chuyên ngành đào tạo thuộc các hệ đại học và cao đẳng. Cụ thể tại các ngành đào tạo đại học: ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình, ngành đạo diễn sân khấu, ngành diễn viên kịch điện ảnh, ngành quay phim. Các ngành đào tạo cao đẳng: ngành diễn viên kịch điện ảnh, ngành diễn viên sân khấu kịch hát, ngành nhiếp ảnh, ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh. Điều kiện dự thi và xét trúng tuyển: các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp, chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề, gọi chung là tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ sức khỏe để học tập và các quy định khác theo điều 6, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh của quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2017. Đối với một số ngành đặc thù, thí sinh dự thi có điều kiện như sau: ngành diễn viên kịch điện ảnh có độ tuổi từ 18 đến 23, ngành diễn viên sân khấu kịch hát có độ tuổi từ 18 đến 26. Như vậy là chúng ta vừa đến với những thông tin cơ bản nhất của tuyển sinh năm nay tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Yến Chi. Thưa cô, như trong clip giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã có những thông tin cơ bản nhất về việc tuyển sinh năm nay của trường. Tuy nhiên, để có những góc nhìn tổng quan hơn cũng như là tránh việc nhầm lẫn thì cô có thể chia sẻ cùng với các bạn một số điều cơ bản nhất của tuyển sinh năm nay đối với trường chúng ta. Việc đầu tiên là các bạn thấy rồi đấy, chúng ta có rất là cái nhiều ngành, trong đó có hệ cao đẳng và hệ đại học. Riêng đối với cả một số những cái ngành bên ví dụ như ở bên diễn viên chẳng hạn, thì các bạn sẽ không cần phải cái hệ cao đẳng sẽ được chuyển từ hệ đại học xuống, không cần phải thi loại thêm nữa. Bên kịch hát dân tộc và bên đạo diễn sân khấu và bên quay phim thì sẽ không có thi tuyển về mặt sơ tuyển và vào thẳng trực tiếp vào trung tuyển. Đấy là những cái rất là cơ bản để các bạn biết và phân biệt giữa cao đẳng và đại học. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ lúc này thì các bạn có thể chia sẻ video của mình cũng như đặt những câu hỏi bằng cách bình luận vào dưới video. Những người thực hiện chương trình sẽ ghi nhận những câu hỏi của các bạn, đồng thời sẽ đưa ra những câu trả lời với những câu hỏi phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đăng tải trên trang của trường, trang Facebook mà các bạn đang theo dõi, những thông tin cơ bản nhất của việc tuyển sinh năm nay. Đó là những thông tin mà các bạn cần làm hồ sơ như thế nào, gửi hồ sơ ra sao, chúng ta sơ tuyển như thế nào và trung tuyển ra sao, sẽ có đầy đủ tất cả. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những điều mà có thể trong việc cung cấp cho các bạn làm hồ sơ thì không được đáp ứng. Do đó, câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho cô Phương Mai. Thì một bạn hỏi rằng là năm nay thì khoa điện ảnh truyền hình sẽ tuyển sinh ở bao nhiêu ngành và có tuyển sinh hệ cao đẳng hay không? Xin mời cô có thể trả lời. Thông thường cũng như mọi năm thì năm nay khoa điện ảnh truyền hình cũng sẽ tuyển sinh hai ngành, đó là ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình và ngành quay phim truyền hình.
À, xin lỗi, câu thứ hai là Đức Anh hỏi. À, câu thứ hai là có tuyển sinh hệ cao đẳng hay không? À, năm nay trường sẽ không tuyển sinh hệ cao đẳng và chỉ có hệ đại học chính quy và liên thông lên đại học thôi. Như vậy chúng ta cũng đã có một câu trả lời liên quan tới khoa điện ảnh truyền hình, đó là với ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình cũng như là ngành quay phim thì chúng ta không tuyển sinh hệ cao đẳng mà chỉ tuyển sinh hệ đại học. Còn riêng với Nguyên Bảo thì chắc đến với chương trình ngày hôm nay cũng là một điều khá là vui và bất ngờ, bởi vì lâu lắm rồi bạn mới quay lại trường đúng không ạ? Dạ. Và trong cái thời gian mà chúng ta học tập tại trường thì tôi cũng muốn biết là lý do vì sao ngày xưa bạn cũng như các thí sinh lớp 12 bây giờ đó, bạn đăng ký vào trường và có gặp những khó khăn gì trong lúc mà đăng ký hồ sơ hay không? Trước tiên thì Quỳnh Bảo cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn chúng ta đang theo dõi livestream trên trang Facebook của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trong cái buổi tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay. Gửi lời chào đến cô Mai, cô Yến Chi cũng như là anh Đức Anh. Và thật sự thì ngày hôm nay cũng rất là vui khi là nhận được cái lời mời từ trường với vai trò là một cựu sinh viên về đây để chia sẻ những cái khó khăn cũng như những cái mà bước tiến bộ sau khi mà mình được học cái nền tảng ở trường để ra đời mà đi làm việc như ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên của Đức Anh là ngày xưa thật sự Lộc Bảo là cũng là người ở miền Tây, là Bến Tre. Thì khi mà học hết năm lớp 12 á, thì mình cũng có một cái ý định là sẽ là thi vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Tại vì lúc đấy thì thật sự phải nói là khi mà đi học về mỗi ngày thấy những cái đoàn phim á, người ta cứ quay phim vòng vòng nhà mình thôi, rất là thích. Mà thích nhưng mà không biết làm sao, tại vì thật sự là mình là người ở miền Tây thì chưa bao giờ lên đến Sài Gòn và cũng không biết tuyển sinh như thế nào, rồi không biết là cái hồ sơ làm như thế nào. Thì lúc đó là có mua một cái quyển sách, Bảo nhớ lúc đó là có bán một cái quyển sách rất là dày và trong đó là của tất cả các trường đại học tuyển sinh. Thì Bảo nhắm vào cái trường đầu tiên là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì thấy là hồ sơ nó cũng khá là dễ, tại vì những cái hồ sơ chúng ta có thể là trực tiếp mua tại trường hoặc là chúng ta có thể lên mạng để tải cái form một đó về và chúng ta có thể gửi đường bưu điện lên trên trường, chờ cái kết quả của trường gửi về, sau đó chúng ta lên thi thôi. Thì lúc đó thì Bảo cũng nhờ cái sự kết nối từ trường cũng khá là dễ dàng nên Bảo cũng có đăng ký hồ sơ và quyết định thi vào trường. Như vậy là trong quá trình mà bạn làm hồ sơ thì chúng ta cũng phải tìm hiểu rất kỹ để tránh sự nhầm lẫn đúng không nào? Dạ đúng rồi, mình phải tìm hiểu rất là kỹ, tại vì ví dụ như mà mình quyết định thi vào khoa cải lương thì mình chỉ chuyên tìm về khoa cải lương thôi. Tại vì mỗi khoa nó sẽ có thi những cái năng khiếu khác nhau và mình cố gắng mình trau dồi cái năng khiếu đó thôi. Còn Bảo thì thi về diễn viên kịch điện ảnh nên chỉ tập trung vào diễn viên kịch điện ảnh cũng như là về cái môn văn, cái môn chính đó để chúng ta thi tuyển vào. Xin cảm ơn bạn. Quay trở lại với cô Yến Chi. Có một bạn đặt câu hỏi là khi nào thì trường chúng ta sẽ phát hành hồ sơ dự thi và phát hành theo hình thức nào? Và nếu như em không đậu đại học thì như thế nào em mới được đậu vào cao đẳng với ngành diễn viên? Xin cô có thể chia sẻ cùng với bạn trong câu hỏi này. Đầu tiên là khi nào thì chúng ta sẽ phát hành hồ sơ dự thi và theo những hình thức nào để các bạn có thể tiếp cận được với hồ sơ dự thi? Nhà trường sẽ phát hồ sơ vào khoảng giữa tháng 5, khoảng ngày 15 tháng 5 thì nhà trường sẽ phát hồ sơ. Các bạn có thể nhận hai cái hình thức. Một là các bạn có thể tới trường để mua cái bộ hồ sơ. Hai là giống như diễn viên Bảo có chia sẻ đấy, các bạn có thể vào cái trang gọi là tuyển sinh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để các bạn tải cái hồ sơ đó xuống. Sau đó các bạn phải chứng thực tất cả những cái điều kiện ở trong cái bộ hồ sơ đó rồi chuyển ngược lại về phòng đào tạo thì hồ sơ đó coi như được chấp nhận. Khi các bạn mà muốn thi tuyển, câu hỏi thứ hai được đặt ra là nếu như các bạn mà từ đại học mà xuống cao đẳng ấy, thì như tôi chia sẻ vừa rồi đó, thì việc đầu tiên là tất cả các bạn đều phải thi qua hai vòng, vòng sơ tuyển và vòng trung tuyển. Thì trong cái vòng trung tuyển thì các bạn sẽ, những người nào mà được một cái ngưỡng điểm nào đó thì các bạn sẽ được đậu đại học. Còn những người nào mà suýt soát ở cái ngưỡng đại học thì các bạn sẽ có thể chuyển xuống cao đẳng. Và cái chuyện này là gọi là gì, tự động làm, chứ các bạn không có gọi là không can thiệp không có can thiệp được vào. Tức là cái điểm đó nó có cái ngưỡng, bao giờ nó cũng có cái ngưỡng của nó, thì hết cái ngưỡng đại học thì bắt đầu xuống cao đẳng, và bắt đầu hết ngưỡng cao đẳng thì tất nhiên là các bạn có thể chọn một trường khác, không phải trường Sân khấu Điện ảnh. Yeah. Theo như cách mà cô Yến Chi vừa chia sẻ với chúng ta thì tôi cũng xin phép được thống kê về chỉ tiêu của các ngành, đó là ngành diễn viên kịch điện ảnh truyền hình năm nay chúng ta sẽ tuyển sinh 80 ở hệ đại học, và có 25 ở hệ cao đẳng. Do đó các bạn gọi nôm na là chúng ta ở top 105
thì các bạn sẽ có cơ hội cao để có mặt tại trường với vai trò là sinh viên. Còn nếu như chúng ta nằm trong top 80 thì chúng ta sẽ trở thành sinh viên đại học. Nếu ngoài top 80 cho tới top 105 thì các bạn sẽ là sinh viên của ngành cao đẳng, hệ cao đẳng, đúng không ạ? Cảm ơn cô Yến Chi với câu trả lời vừa rồi, bởi vì các bạn rất là băn khoăn ở vấn đề này. Một câu hỏi khác của một bạn cũng đưa ra với chúng ta, đó là cô ơi cho em hỏi, em sinh năm 2000, tốt nghiệp rồi, giờ muốn thi lại vào trường thì em có cần thi lại trung học phổ thông quốc gia để được công nhận kết quả hay không, hay là em chỉ cần chuyển điểm môn văn học bạ của năm 12 thôi? Nếu như mà bạn đã tốt nghiệp phổ thông rồi thì bạn sẽ có phổ thông trung học rồi thì bạn có cái bằng phổ thông trung học, và theo cái yêu cầu thì là chỉ cần tốt nghiệp phổ thông trung học thôi thì bạn có thể chuyển cái điểm văn như các thí sinh mà thi kết tốt nghiệp năm nay thôi, không cần phải thi lại nữa, bạn có cái bằng đó là đủ rồi. Xin cảm ơn cô Yến Chi. Một câu hỏi dành cho cô Phương Mai, đó là bạn Trường Nhỏ, có nickname Facebook là Trường Nhỏ, bạn đặt câu hỏi rằng là thí sinh tự do muốn thi ngành đạo diễn thì cần những điều kiện gì và có giới hạn độ tuổi hay không? Đây là một thí sinh tự do, có nghĩa là bạn cũng đã tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp trung học phổ thông khá lâu rồi. Đối với một thí sinh tự do thì chắc chắn là việc đầu tiên là các bạn phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Sau đó các bạn cũng làm hồ sơ đăng ký vào trường với mức xét tuyển là hạnh kiểm thì là từ khá và tốt, khá trở lên, đúng không cô? Và xét chắc là học bạ thì mình trải qua hai cái vòng thi, là một vòng thi đầu tiên là vòng sơ tuyển và vòng thi thứ hai là vòng thi, thì trong đó nó sẽ bao gồm ba bộ môn, đấy là môn văn, môn phân tích phim và môn năng khiếu. Cảm ơn cô. Với một câu hỏi khác dành cho cô Yến Chi, bạn Lê Nguyễn Nhật Tân có đặt một câu hỏi là cho em hỏi, em đã tốt nghiệp một trường đại học chính quy rồi, giờ học tiếp trường đại học sân khấu điện ảnh thì có được chuyển tín chỉ và điểm số từ trường cũ qua không? Cũng với một câu hỏi tương tự như vậy thì một bạn hỏi là em đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học nhưng không phải về nghệ thuật, em có được chuyển hẳn sang trường của mình hay không? Cũng là một cách để cô có thể trả lời cùng một lúc cho hai bạn. Tôi xin trả lời được cái câu đầu tiên là mà bạn đã tốt nghiệp đại học ạ. Thì nếu như mà bạn tốt nghiệp của khu vực mà xã hội nhân văn thì đương nhiên bạn sẽ được chuyển những cái điểm tương đương với cả các môn học của trường bên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái điểm tương đương của những cái môn cơ sở đó thì các bạn có thể tùy chuyển sang. Việc thứ hai nữa là nếu như mà các bạn mà học đại học của các trường cũng thuộc khối xã hội nhân văn ấy, thì các bạn nếu muốn thi vào trường thì nó có một cái môn là môn năng khiếu và các bạn sẽ không được chuyển sang đâu. Các bạn phải tới trường và thi cái môn năng khiếu đó giống như các thí sinh khác. Xin cảm ơn cô. Quay trở lại với Bảo, đây là một câu hỏi mà có thể là các bạn rất là băn khoăn. Một bạn đặt ra một câu hỏi rằng là khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng ta thì có công việc làm ngay không? Và mình thường làm những công việc như thế nào? Một bạn này chắc là hỏi về diễn viên, thì vì tôi nghĩ là đa phần các bạn đều quan tâm tới ngành diễn viên kịch điện ảnh. Câu là nhiều. Rất nhiều người quan tâm. Rồi, thì Bảo sẽ chia sẻ với cái kinh nghiệm từ bản thân của Bảo. Thứ nhất là khi mà mình học ở trường sân khấu ra, sau đó thì mình đi làm, nó có được cái công việc làm như mình muốn hay không thì nó phải phụ thuộc vào cái bản thân của mình lúc mà mình học ở trường sân khấu. Bởi vì khi mà các bạn bước vào trường sân khấu thì các bạn học thì dĩ nhiên các bạn cũng đã có cái năng khiếu rồi. Nhưng mà cái quá trình đó thì các bạn phải là theo học suốt, chứ không có đơn giản như ví dụ như là các bạn chỉ mới học một năm nhất, xong sau đó thì hai năm sau các bạn thấy là các bạn có cái năng khiếu bẩm sinh, các bạn nghỉ học, các bạn đi ra ngoài, các bạn đi làm. Thì cái đó thì nó sẽ, cái ngành diễn viên thì nó đào thải rất là cao. Các bạn chỉ làm bẩm sinh, cái là làm cái năng khiếu bẩm sinh của mình thì chỉ được một thời gian thôi, khoảng chừng 1 năm, 2 năm thì sẽ hết. Tại vì các bạn không có được một cái nền tảng cơ bản học ở trong trường nên cũng rất khó cho tất cả các bạn. Nên Nguyên Bảo cũng khuyên các bạn là khi mà chúng ta đã quyết định theo học ngành nghề nào đó, ví dụ như là ngành diễn viên kịch truyền hình ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, thì chúng ta hãy nên theo học hết. Đó là một điều mà chúng ta cũng khi mà đã vào một môi trường rồi thì chúng ta hãy cố gắng bám trụ và để thành công. Có một câu hỏi chắc là cô Yến Chi sẽ dễ dàng trả lời cho các bạn thôi. Câu hỏi là năm ngoái em thấy ngành diễn viên kịch điện ảnh không
yêu cầu về chiều cao cân nặng. Vậy năm nay có yêu cầu hay không? Nhưng nếu em thấp quá thì liệu có ảnh hưởng gì hay không? Xin mời cô có thể đưa ra câu hỏi này. Đây là một câu hỏi mà gần 10 bạn nãy giờ đã đặt ra. Năm nay thì theo cái tiêu chí của bên bên khoa diễn viên á, thì các bạn cũng gọi là gì, các bạn cũng có không, gần như là không có cái cái tiêu chí giới hạn về về mặt chiều cao của các bạn. Nhưng mà đây là lời khuyên thật sự đối với chúng tôi, của bản thân tôi, đó là nếu như các, vì đây là cái nghề mà chúng ta phải xuất hiện, đây là một nghề gọi là xuất hiện trước rất là nhiều công chúng, và đây là cái nghề gọi là gì nhỉ? Nó cũng đòi hỏi một chút gì đó về đặc thù. Vâng. Thế thì nên, nếu như mà các bạn hơi có thấp một chút thì các bạn hãy cho chúng tôi nhìn thấy những cái điểm nổi trội của các bạn về mặt tài năng. Thì đấy cũng là một cơ hội. Chứ không phải tất cả là gọi là đẹp, hoàn thiện và có tài năng thì chúng tôi rất là đón chào. Nhưng nếu giả sử các bạn có hơi thấp một chút, hoặc các bạn hơi có một cái gì đó nó chưa được như mong muốn của các bạn, thì hãy cho chúng tôi nhìn thấy tài năng nổi trội của các bạn so với những người khác. Thì đấy cũng là cái điều kiện để cho chúng tôi có thể tuyển các bạn vào trường. Cảm ơn cô. Và một bạn có Facebook là Sam Nguyễn. Bạn hỏi, em ở xa, muốn thi ngành diễn viên nhưng cuối tháng 6 thì mới tốt nghiệp xong. Vậy có lớp đào tạo nào cấp tốc để em có thể ôn tập kiến thức và luyện khả năng vào trường hay không? Đây là một câu hỏi thì nó cũng là băn khoăn của rất nhiều bạn. Nãy giờ các bạn cũng đặt câu hỏi liên quan tới việc là mình có một cái lớp nào đó ôn tập kiến thức để định hình cho các bạn biết trước một vài cái kỹ năng nào đó hay không? Cô có thể chia sẻ cùng với các bạn. Trước mỗi kỳ thi thì nhà trường luôn tổ chức ra những cái lớp gọi là lớp giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Các bạn đa phần thi vào diễn viên thì là tốt nghiệp lớp 12 của cái năm đó. Thì các bạn sau khi tốt nghiệp xong thì nó rơi vào khoảng tháng 6 rồi. Cuối tháng 5, đầu tháng 6, giống như tôi vừa xem ở trên mạng á, là công bố là các bạn sẽ tốt nghiệp khoảng cuối tháng 5. Vậy thì đầu tháng 6 các bạn mới có thể dành thời gian cho cái chuyện thi vào trường. Thì trường luôn tổ chức ra những cái lớp gọi là giải đáp các thắc mắc cho các bạn, và những cái băn khoăn cũng như giải đáp về gọi là về mặt tâm lý cho các bạn, để các bạn có thể vững tâm hơn khi các bạn thi vào trường. Nhưng những cái này thì chỉ mở tại trường mà thôi, chứ không mở ở các tỉnh, ở các câu lạc bộ gì đó, mà chỉ mở tại trường. Thì nếu như các bạn có nhu cầu đó thì các bạn sẽ tới trường liên hệ và các bạn sẽ tham gia cái lớp này để giải đáp các thắc mắc trước kỳ thi. Đây là một câu hỏi dành cho cô Mai. Cô ơi, thi vào ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình thì mình thi chung tuyển cụ thể nó sẽ như thế nào? Như cô Mai cũng đã trả lời lúc nãy, đó là mình sẽ có hai môn thi cộng với môn văn, chúng ta sẽ chuyển điểm ngữ văn của năm lớp 12, đúng không ạ? Vậy thì với môn năng khiếu và môn phân tích tác phẩm thì các bạn sẽ phải thi như thế nào ạ? Có lẽ là cái điều mà khác biệt nhất so với các trường khác đấy là hai môn chúng ta thi là môn phân tích tác phẩm điện ảnh và môn năng khiếu. Với phân tích tác phẩm điện ảnh thì mình sẽ có nguyên một ngày, buổi sáng thì mình sẽ xem một bộ phim và sẽ được xem hai lần, và sau đó buổi chiều mình sẽ có khoảng 180 phút để làm bài viết về cái tác phẩm đó. Thì trong đó sẽ có một số câu hỏi, nếu các bạn thi đạo diễn thì chắc là sẽ hỏi một chút về cái công tác đạo diễn xoay quanh cái bộ phim đó. Rồi về cái môn năng khiếu thì mình sẽ thi gọi là một giống như là một cái môn là ghép ảnh liên hoàn. Có nghĩa các bạn sẽ đi vào phòng thi bốc thăm và các bạn sẽ chọn trong số khoảng 100 cái bức ảnh. Bạn chọn ra 12 bức ảnh và các bạn sẽ xếp thành một câu chuyện để trình bày trước các ban giám khảo. Cảm ơn cô. Như vậy là một phần nào đó các bạn cũng đã được hình dung cách thức mà chúng ta thi vào ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình thì ở vòng chung tuyển như thế nào. Đúng là nhiều khi chúng ta chỉ nghe rằng là thi môn năng khiếu, thi môn phân tích tác phẩm, mà các bạn cũng có thể là không hiểu được hết tất cả những cái quy trình trong quá trình thi, thì đây là một nguyện vọng được giải đáp rất là xác đáng của các bạn. Với anh Lê Quyên Bảo, tôi có một câu hỏi, và đây cũng là một câu hỏi mà các bạn muốn đặt ra. Thì ngày xưa không biết là khi Bảo thi vào tiếng nói
và cái những cái nhược điểm của mình liên quan tới góc độ là địa phương nó có ảnh hưởng hay không. Bởi vì có một bạn hỏi là khi tuyển vào ngành diễn viên thì có được thông cảm về tiếng nói địa phương hay không? Câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho Bảo và có thể cô Chi sẽ trả lời bổ sung. Và lớp Bảo thì có những bạn nào mà có tiếng nói địa phương đặc thù ngày xưa hay không? Cái lúc mà Bảo thi vào trường đại học sân khấu á, thật sự cái tiếng nói của Bảo cho tới thời điểm bây giờ thì nó đã khác hẳn, phải nói là 80% rồi. Tại vì giọng người miền Tây thường thì cái chữ, cái âm vực của nó sẽ không được là tròn vành rõ chữ, và nó sẽ bị những cái chữ là TR hoặc là chữ O, chúng ta sẽ không nói được. Và cái lớp Bảo ngày xưa thì hầu như là cái này là chúng ta thi tuyển sinh cả nước, nên là mỗi bạn một tỉnh khác nhau, là Bảo có những người ở Hà Nội, những người ở miền Trung và miền Tây, các bạn học chung lại hết. Nhưng mà sau khi trải qua những cái khóa học thì trong đây nó có một cái bộ môn gọi là môn tiếng nói sân khấu, thì chúng ta sẽ được đào tạo về cái môn đó để thay đổi cái tiếng nói làm sao cho nó phù hợp với cái công việc điện ảnh mà mình đang yêu cầu là cái dòng chuẩn. Cảm ơn Bảo. Vậy thì với những bạn mà nói hơi tạm gọi là nhiều người cũng khó để nghe lời trong giai đoạn gì? Đầu á, thì khi mà thi vào trường thì có bất lợi hơn so với những bạn mà nói dễ nghe hơn không cô? Tôi nghĩ rằng là cái đặc thù của người diễn viên đó là truyền tải về về tâm lý và cái xây dựng về mặt hình tượng nhân vật. Thì trong cái hình tượng nhân vật thì nó có diễn xuất về mặt hình thể về bên ngoài, và cái nữa là tiếng nói. Vì vậy nên chúng ta không thể nói rằng là cái tiếng nói thì nó không cần thiết. Nhưng đặt ra quan trọng hơn đó là gì? Anh thể hiện cái nhân vật đó nhào, anh diễn xuất cái tình cảm đó được ra làm sao, thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là cái biểu hiện về mặt gọi là hình thể cũng như là cái diễn xuất của các bạn. Vì vậy nên chúng tôi quan trọng nhất đó là cái chuyện các bạn diễn xuất như thế nào. Còn tiếng nói thì tất nhiên chúng ta sinh ra thì không ai hoàn thiện tất cả. Vì vậy nên nhà trường sẽ nếu các bạn trúng thì các chúng tuyển ở trường thì sẽ có một cái bộ môn tiếng nói để làm sao cho các bạn cũng tiếng nói của mẹ đẻ, cũng tiếng nói của địa phương của mình, nhưng dễ nghe nhất, được truyền tải nhiều nhất và thoải mái nhất cho các bạn khi diễn xuất. Đấy là cái điều mà chúng tôi có một cái bộ môn riêng để phục vụ cho chuyện này. Vậy thì cái câu hỏi cụ thể ở đây là có cản trở gì không? Thì chúng tôi chủ yếu đó gì, cái hơi của các bạn ấy khi tạo ra cái tiếng nói nó như thế nào, nó có bị những cái tật về âm vực, về giọng, về lưỡi hay không. Chứ còn tất cả những cái mà gọi là địa phương cái gì đó thì chúng tôi sẽ qua mấy năm học, ít nhất là 3 năm đối với cao đẳng và 4 năm với đại học, thì chúng tôi sẽ cố gắng nhất để cho các bạn có thể thích nghi và diễn xuất được nhiều nhất, để truyền tải tình cảm cho các bạn nhiều nhất ở trên trong khi các bạn hoàn thành cái vai diễn của mình. Cảm ơn cô. Và với một số bạn thì đang thắc mắc là khối A, tôi học khối A thì tôi có thi vào trường được không? Em học khối C thì em có thi được vào ngành nào? Thì cái này thì tôi cũng xin phép được trả lời luôn là bất kể bạn học khối nào, chúng ta cũng chỉ đều xét điểm môn văn học bạ vào năm lớp 12. Cho nên là các bạn cứ yên tâm và thoải mái, dù chúng ta chọn khối nào thì chúng ta cũng có cơ hội để vào trường cả. Và với một câu hỏi khác của một bạn học sinh thì bạn có thắc mắc như thế này là khi ở vòng sơ tuyển thì cái tiểu phẩm của mình chuẩn bị nó khoảng bao nhiêu phút, và mình có phải phân tích thơ không, bởi vì em thấy có nội dung đọc thơ ở trong thi sơ tuyển. Cô có thể chia sẻ cùng với bạn. Trong sơ tuyển của diễn viên á, thì nó có 3 phần. Đó là đầu tiên các bạn đọc một bài thơ, thứ hai là các bạn hát một bài hát, cũng có thể là một đoạn, một khúc hát thôi chứ cũng, và thơ cũng có thể đọc một đoạn thôi chứ cũng không cần phải đọc hết. Và một cái tiểu phẩm để các bạn được chuẩn bị và các bạn diễn xuất ở đây. Thì hát đó là cái gì? Để kiểm tra cái thẩm âm của các bạn. Còn đọc thơ thì các bạn để kiểm tra cái giọng nói của các bạn như thế nào. Chủ yếu đó là kiểm tra cái giọng nói của các bạn có bị những cái khuyết tật về giọng nói của các bạn hay không. Và tiểu phẩm thì đương nhiên đấy là cái thể hiện cảm xúc của các bạn như thế nào khi mà các bạn vào cái nhân vật của mình. Và các bạn ở đây thì các bạn không cần phải phân tích thơ. Các bạn chỉ đọc, chủ yếu là mục đích của cái chuyện đó đó là gì, là kiểm tra cái âm cái giọng của các bạn như thế nào, cái hơi
của các bạn thế nào, nên các bạn sẽ không phải gọi là em sợ nhiều tích. Bạn nhiều khi cũng hơi lo lắng tí xíu không cô? Đó là tâm lý của em. Lúc xưa em mà thi vào trường sân khấu em cũng lo lắng, em không biết là đọc thơ để làm cái gì và hát để làm cái gì. Mà sau này thì mình mới biết đó là một cái phần mà để cho thầy cô kiểm tra về cái tiếng kiểm nói. Kiểm tra thôi. Dạ, kiểm tra về tiếng nói cái từ vùng miền địa phương ở trong cái đọc thơ, và kiểm tra cái gọi là cái âm vực cũng như là cái thẩm âm của các bạn trong cái giai hát của các bạn. Dạ. Xin cảm ơn cô và xin cảm ơn Bảo. Có một bạn là Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang cũng đang trả lời cho một bạn là Thùy Trang với những thắc mắc giống như nhau, cho nên hai bạn đồng cảm. Đó là sao mình không biết hạnh kiểm thế nào ta? Hạnh kiểm học kỳ 2 năm lớp 10 của mình trung bình nên mình đang lo. Có nghĩa là bạn sợ là hạnh kiểm trung bình thì không biết có vào trường được hay không ở năm lớp 10 học kỳ 2. Thì theo cô ở cái góc độ này cô có thể chia sẻ để bạn có phần nào yên tâm ạ? Trong cái thông báo tuyển sinh á, thì chúng ta chỉ có nói một cái việc đó là cái điểm, tất nhiên khi các bạn có cái bằng tốt nghiệp trung học là các bạn đủ điều kiện để thi được rồi. Mà tốt nghiệp trung học thì các bạn biết rồi, nó bao gồm điểm là một, nó bao điểm cả cái hạnh kiểm của các bạn. Và khi các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học có nghĩa các bạn đủ điều kiện để thi vào trường. Cảm ơn cô. Và có một câu hỏi dành cho cô Mai. Đó là bạn hỏi thì nó cũng hơi chung một tí, có nghĩa là để học được quay phim thì cần có những đức tính hay là những cái yếu tố gì thì có thể học được, có thể phù hợp với ngành quay phim. Góc độ là cô Mai cũng đã làm việc với rất nhiều những bạn quay phim và các bạn quay phim trong nghề cũng như các bạn sinh viên ngành quay phim, thì cô có thể chia sẻ cùng với các bạn luôn. Theo cô thì trước tiên để mà học được một cái ngành nghề nào đó trong nghệ thuật, điều đầu tiên là phải có đam mê. Cái đam mê là cái quan trọng nhất, bởi vì bất kể bạn làm việc gì thì phải có đam mê. Và cái thứ hai nữa, đối với các bạn quay phim, vì các bạn phải di chuyển rất là nhiều này, phải bê vác, cho nên điều thứ hai quan trọng đấy chính là sức khỏe. Sức khỏe của các bạn quay phim là cái điều rất là quan trọng. Và điều thứ ba nữa là khi các bạn vào trường thì các bạn cố gắng theo học đủ đầy đủ các giờ học ở trên lớp. Xin cảm ơn cô Mai. Với quay trở lại với cô Yến Chi, là có một bạn hình như là bạn chưa đọc kỹ thông tin, nhưng mà thôi thì chúng ta cũng đặt câu hỏi này dành cho bạn luôn để cho bạn có thể nắm rõ. Đó là thưa cô, em nghe nói là khi thi vào ngành diễn viên thì phải qua vòng thi thanh nhạc, em không biết là yêu cầu vòng này có cao không ạ? Thí sinh cần nhiều kiến thức về âm nhạc hay không? Thì chắc là bạn muốn hỏi về sơ tuyển thì có đọc thơ và cũng có hát đó. Thì cô có thể chia sẻ lại một lần nữa về cái vấn đề lúc này là hát. Trong cái vòng sơ tuyển của các bạn thì các bạn sẽ hát một bài thơ và hát một bài. Nhưng thực tế là gì? Các bạn chỉ cần hát một đoạn thôi. Một cái đoạn nào đó, chủ yếu đó là gì, chúng tôi cảm nhận về cái thẩm âm của các bạn như thế nào thôi. Chúng ta không cần gì phải phân tích bài thơ hay phân tích bài hát hay các kiến thức gì về âm nhạc cả, nhưng mà hát ít nhất đó là gì, đúng về làn điệu, đúng về âm vực, đấy là cái mà yêu cầu của chúng tôi, chứ các bạn không cần phải phân tích về mặt âm nhạc ở đây. Cảm ơn cô. Và một bạn có Facebook là Như Nguyễn, bạn hỏi một câu, đó là em vừa nộp hồ sơ vào diễn viên và vừa nộp hồ sơ vào ngành nhiếp ảnh được không ạ? Và một số bạn cũng có một câu hỏi tương tự, đó là em có thể đăng ký cùng một lúc hai ngành được hay không? Cô có thể chia sẻ câu trả lời cùng với các bạn. Và theo như cá nhân của tôi trong quá trình trải nghiệm các kỳ thi vừa rồi thì có một điều, đó là các ngành của chúng ta sẽ thi vào những mốc thời điểm gần nhau và thậm chí là trùng vào nhau. Cho nên cái này có thể là sẽ không đạt được như mong muốn của các bạn chăng? Đúng như là Đức Anh trao đổi đó, là những cái ngày thi là nó tương tự giống nhau, nó rất là sát nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn thi về mặt diễn viên, đúng không ạ? Bạn thi về mặt diễn viên thì bạn có thể, vì diễn viên nó rất là đông nên bạn có thể là gì, bạn xuống cái gọi là ban hội đồng tuyển sinh á, bạn có thể nếu như cái ngày đó mà bị trùng á thì bạn có thể đổi cái ngày thi, hoặc bạn đổi cái thứ tự để thi thì bạn có thể sắp xếp làm sao mà bạn có thể thi được hai môn cũng được, hai ngành cũng được. Bạn sẽ liên lạc với cả cái hội đồng tuyển sinh để chuyển cái ngày thi của bạn. Trong có thể là chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn hết sức. Có thể là nói là trường đã tạo mọi điều kiện hết sức có thể dành cho các bạn rồi. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ là làm tốt cái phần mà chúng ta chuẩn bị và phát huy hết khả năng của mình mà thôi.
với anh Nguyên Bảo, một điều mà chúng ta thấy đó là ở trường thì lúc nào cơ sở vật chất cũng sẽ thay đổi, và không khí học tập thì có thể thời của anh nó một cách khác nhưng thời này một cách khác. Nhưng mà anh có thể chia sẻ là khi mà học trong trường thì có những cái niềm vui nào mà làm cho chúng ta cảm thấy là yêu trường hơn và muốn gắn bó với nghề hơn không? Thật sự là khi mà mình vào trường mình học á, ngay từ những cái ngày đầu tiên thì chắc chắn là không ai biết ai, tại vì mỗi người sẽ là từ một tỉnh thành khác nhau. Nhưng mà sau đó học thì các bạn cũng biết là những cái ngành mà liên quan đến nghệ thuật á, thì cái số lượng học nó sẽ không có đông như những cái trường khác. Thì ví dụ như cái lớp của Bảo thì diễn viên cái năm đó thì tầm 17, 18 bạn thí sinh thôi. Nhưng mà sau đó thì trải qua chừng một năm thì đôi khi có những bạn vì kinh tế hoặc là vì một cái hoàn cảnh nào đó các bạn không theo học được nữa, thì sẽ còn tầm rải rác xuống là còn một hai bạn. Còn mất đi một hai bạn thì cũng còn cái tương cũng còn khoảng là 15, 16 bạn. Nhưng mà những cái khoa khác thì nó cũng tương tự với nhau. Cái số lượng sinh viên ít nên hầu như là cái gắn kết tình cảm với nhau á, khi mà mình đi ra đi vô trong trường á, hầu như là trong những cái năm học trong trường đều là quen mặt hết. Và khi mà học diễn viên thì nó sẽ bổ trợ là chúng ta sẽ tham gia diễn cho những cái lớp anh chị đạo diễn, nói chung là gắn kết với nhau rất là nhiều, nên cái đó là một trong những cái mà mình bảo nghĩ là cái tình cảm của các bạn học nghệ thuật trong trường sân khấu dành cho nhau rất là tốt. Và sau khi đó thì ra cái những cái mối quan hệ đó giúp cho chúng ta có cái công việc cũng tốt hơn nữa. Và hiện tại thì ví dụ như là các bạn tốt nghiệp của ngành diễn viên ra thì cái tỷ lệ mà có việc hoặc là làm được trong nghề của mình thì nó cao không, nếu như mà theo cái đánh giá riêng của anh hay là lớp anh trong những năm qua? Và theo như lớp Bảo thì hiện tại thì Bảo thấy là lớp Bảo cũng làm nghề trên 50%. Và cái tỷ lệ mà chúng ta làm nghề cao hay không á, thì chúng ta không thể nói bằng miệng được. Nó phải đòi hỏi là chúng ta có chịu lăn xả với nghề hay không, bằng cách là chúng ta có thể tự đi tìm cơ hội cho mình hay không, chứ không phải là mình cứ ngồi một chỗ mà mình đợi người khác tìm đến mình. Thì thật sự là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Các bạn phải đi từ những cái vai diễn nhỏ thì sau đó chúng ta mới có kinh nghiệm. Bởi vì trong trường này thật sự là đào tạo chúng ta vừa lý thuyết vừa thực hành. Nhưng mà các bạn biết là cái ngành nghệ thuật này nè, học chúng ta học mỗi ngày, chứ không phải là học 3 năm, 4 năm là chúng ta ra làm nghề được. Nên các bạn phải cố gắng, đam mê, duy trì và tìm mọi cơ hội cho mình, dù đó là một cái cơ hội nhỏ nhất, thì chúng ta mới có thể duy trì cũng như là theo đuổi được cái nghề và làm nghề lâu hơn được. Để bổ sung thêm cho chỗ của Bảo á, thì các ngành khác á, thì mang tính chất độc lập rất là cao. Nhưng mà cái ngành của sân khấu điện ảnh thì nó là một cái nghệ thuật tổng hợp. Và khi nghệ thuật tổng hợp thì các bạn biết rồi, sẽ phải có rất là nhiều những người cùng tham gia với nhau, nhiều những người cần phải hợp tác với nhau. Nên đa phần các bạn từ năm thứ nhất thì các bạn không muốn làm quen, cũng buộc lòng phải làm quen với nhau để chúng ta phải hợp tác, vì đây là một cái nghề mà gọi là... Em thấy là gì, cứ mà mình thi học kỳ thì mình sẽ kết hợp với đạo diễn, mà đạo diễn với diễn viên thì sẽ kết hợp với quay phim, sẽ có mấy anh quay phim để quay, nói chung là nó cũng cộng tác với nhau rất là nhiều. Nên... đúng rồi, cái đó là một cái làm việc nhóm rất là tốt cho chúng ta sau này luôn. Và giống như các thầy cô và anh Nguyên Bảo cũng đã chia sẻ, thì quá trình làm việc nhóm tại trường của chúng ta có một cái độ tích cực hơn rất nhiều những mặt bằng khác. Và một điều sẽ gây ảnh hưởng với các bạn là sau này khi các bạn ra làm nghề ở các sân khấu kịch hay là các đoàn làm phim thì các bạn sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ, bởi vì chúng ta có những mối quan hệ đôi khi là chỉ cần tạo dựng trong trường, thì chúng ta ra ngoài chúng ta gần như lại gặp người quen. Trong một ekip phim thì có thể là rất nhiều những anh chị là những người đã đi trước trong trường của chúng ta rồi. Và những người đi trước sẽ luôn luôn giúp cho những người tiếp bước phía sau là những đàn em của mình hoàn thành tốt những sứ mệnh về sau. Thì tôi cũng mong là anh Nguyên Bảo, nếu như các em năm nay mà có những thắc mắc hay là cần sự chia sẻ động viên gì, có thể inbox vào Facebook của anh được không? Em sẵn sàng luôn. Cho đến bây giờ em đi quay, nhiều khi em đi quay phim á, cũng gặp rất là nhiều bạn. Bây giờ các bạn cũng là có những bạn đang là hồi sinh viên ở trường năm nhất, nhưng mà các bạn cũng muốn đi thực hành thêm á, các bạn tham gia những cái vai diễn nhỏ, các bạn có những cái gì thắc mắc các bạn vẫn hỏi em, thì mình chia sẻ với cái kinh nghiệm mình đã từng học rồi thì mình chia sẻ cho các bạn rất là vui luôn và sẵn lòng. Nên các bạn cứ yên tâm, cứ inbox thoải mái, Bảo sẽ trả lời hết mình luôn. Cảm ơn Bảo. Và thật sự mà điều tôi bất ngờ là hiện nay lưu lượng những câu hỏi đặt về cho chương trình quá lớn, và chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng với những thông tin mà chúng ta cập nhật ở trong thông báo tuyển sinh của nhà trường rồi thì chúng tôi sẽ không đặt lại những câu hỏi đó nữa. Và những câu hỏi mà tương đối đặc thù mà chưa được các bạn hiểu thì chúng tôi sẽ giải thích thêm. Do đó với câu hỏi tiếp theo là khi chúng ta chuẩn bị cho một tiểu phẩm ở phần thi trung tuyển thì có yêu cầu đặc biệt gì hay không? Và em có thể mang điện thoại để làm đạo cụ trong phần thi trung tuyển hay không? Có bị ảnh hưởng gì?
À, xin mời cô Yến Chi ạ. Ở phần thi trung tuyển của diễn viên. Dạ, của diễn viên ạ. Trong cái trung tuyển của diễn viên thì các bạn sẽ phải làm hai việc. Đó là các bạn sẽ bốc thăm một cái đề. Tức là giám khảo sẽ để cho các bạn được khoảng gần 10 đề. Sau đó các bạn bốc thăm một cái đề đó. Khi các bạn bốc thăm cái đề đó rồi các bạn sẽ nghiên cứu trong độ khoảng 5, 10, 15 phút gì đó. Các bạn sẽ thể hiện mình ở trong cái tiểu phẩm đó. Mà cái tiểu phẩm này thì các bạn có thể hai mời thêm các bạn diễn của mình, 1 đến 2 người. Nhưng dứt khoát là cái người diễn phải là các bạn, phải là cái người thi là diễn vai chính. Đấy là việc đầu tiên. Và sau khi các bạn thi xong cái tiểu phẩm mà gọi là được bốc đề thi như vậy, thì nếu như có những điều gì thắc mắc và những cái điều gì mà ban giám khảo cần thiết thấy rằng là muốn tìm hiểu thêm về các bạn, thì ban giám khảo sẽ cho các bạn thêm những cái gọi là cái điều kiện thêm nữa, những cái tiểu phẩm nhỏ hơn hoặc là những cái tích tắc để cho các bạn có thể diễn thêm, tức là những cái tình huống, cho các bạn thêm những cái tình huống để làm rõ hơn những cái điều mà khán giả và giám khảo muốn xem các bạn. Khi cũng có người thì khi diễn xong cái phần bốc thăm thì diễn đủ rồi, ban giám khảo nhìn thấy đầy đủ rồi thì họ cũng sẽ không cần của các bạn trình diễn thêm nữa. Nhưng có những điều gì, những người nào mà chưa được đầy đủ, ban giám khảo muốn rõ thêm thì sẽ đặt thêm câu hỏi. Vì vậy nên sẽ có những người diễn thêm những tình huống của khán giả và ban giám khảo sẽ đặt ra cho các bạn. Và có những các diễn viên thì sẽ không cần phải có thêm các tình huống nữa. Nhưng các bạn đừng có quá lo lắng hay là đừng có hoảng sợ khi là ồ bạn này được thầy cô đặt ra, bạn kia tại sao lại không được, rồi là mình đặt ra như vậy thì có nghĩa rằng là mình kém lắm à. Thực ra không phải, chúng tôi xem thấy đầy đủ và chúng tôi thấy rõ rồi thì thôi không đặt nữa, còn chưa rõ thì chúng tôi sẽ điều kiện chúng tôi là sẽ cho thêm các tình huống để rõ hơn. Đó cũng là một trong những cái điều mà lúc mà em thi vào trường cũng hoang mang lắm á cô. Em là bị cô thử thách tới 2 vòng lận các bạn. Thi xong cái tiểu phẩm mình chuẩn bị rồi mà cô không cho bước xuống sân khấu. Cô kêu ở lại, cô chuẩn bị là cô cho thêm một cái đề. Và sau đó là cô sẽ cho những cái bạn khác vào diễn chung. Nhưng mà không có chuẩn bị trước. Đúng để rồi. Lúc đó mình xem được cái sự ứng biến của mình trên sân khấu như thế nào. Và thêm một cái khó nữa là lúc đó là cô Yến Chi có thử bảo là bằng cách là cô mở lên một cái đoạn nhạc không lời. Và cô kêu là trong cái đoạn nhạc đó là mình tự tưởng tượng để mình thử coi cái sự tưởng tượng của diễn viên mình như thế nào. Là tưởng tượng ra ngay một cái câu chuyện trên cái nền nhạc đó và diễn một mình. Đó là cái thử thách mà cô chị đặt cho Bảo giờ mấy năm trước. Dạ đúng rồi, rất khó luôn. Mà nhờ những cái khó đó mà vượt qua nên trở thành sinh viên của trường. Còn qua cái phần cô Chi vừa nói thì có lẽ là Mai xin bổ sung một chút. Với các bạn mà thi vào ngành đạo diễn điện ảnh truyền hình và quay phim, lúc nãy có giải thích là cái môn thi năng khiếu thì mình có vào mình xếp ảnh và sau đó trình bày trước ban giám khảo. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng bởi vì mình sẽ có khoảng 15 phút để mình chọn trong 100 bức ảnh đó. Và các bạn chỉ được chọn tối đa là 12 bức hình. Sau đó thì các bạn sẽ có khoảng 15 đến 20 phút để mình về cái chỗ ngồi của mình và mình chuẩn bị câu chuyện của mình, sau đó mình mới lên trình bày trước ban giám khảo. Vì vậy mình vẫn có thời gian để suy nghĩ nên các bạn đừng có lo lắng gì hết. Vấn đề là mình phải thật tự tin. Rồi. Cô Mai vừa mới trả lời nhưng mà có một bạn cũng muốn hỏi luôn cô Mai là bạn cần một thông tin. Cô ơi, cô có thể giới hạn về cái thể loại phim mình sẽ phân tích ở môn phân tích phim hay không? Hay là nó có một cái yêu cầu cụ thể gì hay không? Thì cái này cô Mai có thể chia sẻ cùng với các bạn. Thực ra thì giới hạn thì chắc là sẽ không có giới hạn phim các bạn. Nhưng mà cũng có một cái lời khuyên đối với các bạn là các bạn cố gắng từ nay cho đến lúc mình đi thi thì mình xem thật là nhiều phim. Và chủ yếu các bạn nên xem tập trung vào là phim của Việt Nam. Tại vì cái mà gần nhất và quan trọng nhất, và có lẽ là nếu như mình muốn thi vào cái ngành điện ảnh thì trước mắt là mình phải biết về cái điện ảnh của nước nhà của mình trước đã, rồi mình mới có thể tiếp tục làm những cái khác. Cho nên lời khuyên cho các bạn là nên xem nhiều phim và nhất là phim Việt Nam. Xin cảm ơn cô. Một bạn có Facebook là Rumri, bạn cũng đặt một câu hỏi tương tự với rất nhiều những bạn khác. Cô ơi, trường có ký túc xá không? Về vấn đề này thì tôi cũng xin phép là
trả lời với các bạn là trường có một ký túc xá, một khu ký túc xá tại đường Hải Thường, Lãng Ông. Và tại khu ký túc xá này thì các bạn sẽ gặp rất nhiều điều thú vị, bởi vì ở nơi đây cũng là một nơi khá là sầm uất. Điều kiện để các bạn sinh hoạt cũng như là đi lại cũng rất là dễ dàng với các phương tiện công cộng, hoặc là các bạn có thể chủ động đi xe máy. Nếu chúng ta đi xe máy thì khoảng 10 đến 15 phút là sẽ tới trường của chúng ta tại Cống Quỳnh, quận 1. Và có một điều nữa là nếu với những các bạn học quay phim hoặc là đạo diễn điện ảnh truyền hình, nếu mà các bạn ở ký túc xá thì có thêm một thuận lợi là tại ký túc xá của chúng ta có một phim trường gần như là tái hiện thật những cảnh của một căn nhà, một biệt thự hoặc là những không gian mà để chúng ta có thể làm những cái bộ phim sitcom. Do đó là các bạn cũng sẽ rất thuận lợi trong việc thực nghiệm cũng như là việc di chuyển, vừa học vừa có thể làm thêm, vừa có thể ứng dụng được những kiến thức của mình trong việc mà thực hành tại ngay ký túc xá. Đây là một cái điều mà rất quan tâm của các bạn, đặc biệt là các bạn có điều kiện gia đình hơi khó khăn. Và một bạn khác thì có nói là thời gian trước em đã từng học năm 2 của trường, nhưng vì hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn nên em đã nghỉ học và bây giờ em muốn quay trở lại học sau vài năm, thì em phải làm như thế nào? Xin mời cô Yến Chi. Khi bạn xin nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn thì nó có hai cái trường hợp nghỉ học. Một là các bạn xin bảo lưu điểm, thì sau cái thời gian bảo lưu điểm thì các bạn có thể xin nhập học lại. Đúng với cả cái thời điểm mà các bạn, ví dụ các bạn học năm thứ hai, sau đó các bạn bảo lưu điểm, thì khi các bạn nhập học trở lại thì nó cũng vào đúng cái năm thứ hai của các bạn. Nhưng nếu như mà khi các bạn không có bảo lưu điểm, nhưng hình bảo lưu điểm này nó chỉ trong có một năm thôi đó, còn quá cái thời hạn đó thì các bạn lại phải thi lại như lúc đầu thôi, như là sinh viên mà bắt đầu nhập hồ sơ vào và làm lại từ đầu. Một bạn thì đưa ra một câu hỏi, đây cũng là một câu hỏi rất nhiều những người quan tâm, và đặc biệt là trong thời gian qua bộ phận truyền thông của trường cũng không biết phải trả lời như thế nào. Điểm chuẩn của trường là bao nhiêu? Thật sự thì cái này bộ phận truyền thông cũng đã chia sẻ là nó cũng tùy thuộc vào các ngành, các môn. Nhưng có thể ngày hôm nay thì cô Yến Chi có thể giải thích rõ hơn cho các bạn để các bạn không còn phải quá lăng tăng về cái điểm chuẩn của trường mình hàng năm nữa. Với mỗi ngành thì chúng ta có cụ thể như thế nào, hoặc là đôi khi là không có điểm chuẩn nào cả hay như thế nào đó, cô có thể giải thích hơn? Chắc chắn là thi vào một trường đại học thì nó phải có điểm chuẩn rồi. Và cái điểm chuẩn này thì nó phụ thuộc vào chất lượng của thí sinh thi vào cái năm đó. Cái điểm chuẩn thì nó sẽ, cái điểm thi vào thì nó gồm có điểm hệ số 1, đấy là điểm văn là xét tuyển rồi, đúng không ạ? Điểm hệ số 1 của nó là cái điểm mà phân tích tác phẩm. Còn điểm hệ số 2, đấy là điểm của cái môn thi năng khiếu. Đấy là điểm hệ số 2 của các bạn. Và theo đúng luật của giáo dục là chúng ta xét điểm từ trên xuống dưới và đến đúng cái ngưỡng của cái tiêu chuẩn. Ví dụ như chỉ tiêu tuyển sinh năm nay nó đứng ở cái chỗ này thì chúng ta xét từ trên xuống dưới, thì đến chỗ này cắt ngang thì đấy gọi là điểm chuẩn. Vậy thì khi các bạn vào ở này thì bắt đầu là gì? Có những bạn nó sẽ cao hơn cái điểm chuẩn này rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lấy từ trên xuống dưới. Còn nếu mà bắt đầu từ chuyển từ hệ cao đẳng thì bắt đầu là gì? Từ cái điểm cuối cùng của cái điểm chuẩn của hệ đại học đó thì xuống phía dưới, chúng ta lấy đủ chỉ tiêu thì cắt một cái nữa thì đấy gọi là điểm chuẩn của hệ cao đẳng. Và cái điểm chuẩn này thì nó phụ thuộc vào chất lượng của thí sinh thi vào hàng năm, nên thực sự là không thể nào mà gọi là khẳng định là điểm chuẩn năm nay nó sẽ bao nhiêu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bạn hãy cố gắng hết mình, và tại sao không thử sức, và tại sao không nghĩ rằng là vì một niềm đam mê của mình thì tại sao chúng ta không hết sức mình, thì các bạn sẽ làm được, tôi nghĩ là như vậy. Một bạn cũng đặt thông tin, em đã biết thông tin đó là có một môn sẽ nhân hệ số 2, còn các môn còn lại sẽ cộng vào. Do đó cô có thể giải thích cụ thể hơn? Điểm như tôi vừa nói đó, thì cái điểm chuẩn, nó cái điểm mà để chuẩn vào trường thì nó gồm có hai điểm. Điểm thứ nhất là điểm về mặt phân tích tác phẩm, thì tất cả các bạn đều phải phân tích tác phẩm, tức là các bạn xem một tác phẩm nghệ thuật và tùy từng cái đặc điểm của môn đó thì người ta sẽ đặt những cái câu hỏi để cho các bạn phân tích về đặc thù của cái môn môn thi của các bạn.
ví dụ như bên đạo diễn thì sẽ hỏi những vừa nghiêng về công tác đạo diễn trong cái tác phẩm nghệ thuật đó. Bên quay phim thì sẽ hỏi về khuôn hình, rồi hỏi những cái gì liên quan tới bên quay phim. Còn bên diễn viên thì chắc chắn sẽ hỏi về diễn xuất của diễn viên nó như thế nào. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ. Và cái điểm này thì được gọi là điểm hệ số 1. Còn điểm hệ số 2 đó là khi các bạn thi năng khiếu mà thi trực tiếp tại trường đó, thì các bạn sẽ được nhân điểm hệ số 2. Ví dụ như là bên chỗ cô Mai về bên đạo diễn điện ảnh, đấy là cái xếp hình liên hoàn. Yeah. Dạ. Bên diễn viên đó là vòng trung tuyển. Bên quay phim đấy là khi các bạn khi phân tuyển tích ảnh. Về phân tích ảnh đấy ạ. Đó thì tất cả cái đó thì được nhân hệ số 2 thì cộng với cả cái điểm hệ số 1 là cái điểm phân tích tác phẩm thì nó sẽ ra thành 3 cái cột điểm để cho các bạn có thể thi vào. Còn điểm văn là các bạn đương nhiên là phải tốt nghiệp phổ thông. Dạ. Cảm ơn cô. Thực ra là từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều những câu trả lời dành cho các bạn. Và tôi nghĩ rằng vẫn chưa thỏa mãn được các bạn đâu, bởi vì số lượng câu hỏi các bạn gửi về càng lúc càng nhiều. Nhưng có một số bạn thì có lẽ là vào xem video này hơi trễ, cho nên các bạn đã đặt lại những câu hỏi mà chúng tôi đã trả lời rồi, hoặc là những câu hỏi này có thể nằm trong cái nội dung mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn về thông tin tuyển sinh năm nay. Do đó xin phép chúng tôi sẽ bỏ qua những câu hỏi này, đồng thời sẽ có những buổi livestream tiếp theo để có thể hỗ trợ cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong một ít phút để các bạn có thể đặt tiếp những câu hỏi và quay trở lại với chương trình trong một ít phút nữa nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong một khoảng thời gian, và trong phần thời gian đó thì các bạn có thể xem những MV do các bạn sinh viên của ngành quay phim trường thực hiện. Xin mời.